Kính thưa quý vị, Tổng cục Thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 tăng 0,27% so với tháng trước. Đây là mức tăng cao nhất kể từ tháng 2 năm 2013. Theo Tổng cục Thống kê, tác nhân chính gây tăng giá xăng dầu trong tháng 7 chính là xăng dầu. Theo đó, quyết định tăng giá xăng dầu hồi cuối tháng 6 đã khiến cho chỉ số giá của nhóm giao thông tăng tới 1,34%. Đây là mặt hàng tăng giá mạnh nhất trong rổ hàng hóa tính CPI và dự báo có thể tiếp tục leo thang trong tháng 8 do được điều chỉnh giá xăng dầu vào ngày 17 tháng 7 vừa qua. Do kỳ tính giá kết thúc vào ngày 15 nên đợt tăng này chưa được tính vào chỉ số giá tiêu dùng tháng 7. Bộ Tài chính cũng đã dự báo đợt tăng giá xăng dầu vào ngày 17 tháng 7 có thể làm cho CPI tăng thêm 0,1%. Ngoài giao thông, nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng cũng tăng mạnh trong tháng 7 với mức tăng là 0,43% do tác động của tăng giá ga, dầu hỏa và mùa thi đại học cao đẳng tại các thành phố lớn. Tiếp đến là giá dịch vụ văn hóa giải trí tăng 0,31%, đồ uống thuốc lá tăng 0,29%, thiết bị đồ dùng gia đình tăng 0,26%. Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tháng này chỉ tăng 0,1%, trong đó các mặt hàng lương thực còn giảm nhẹ 0,3%. Như vậy, tính từ đầu năm nay, chỉ số giá tiêu dùng đã tăng 2,68%, vẫn nằm trong tầm kiểm soát mục tiêu kiềm chế lạm phát năm nay dưới 6,81% của chính phủ, theo đánh giá của các chuyên gia.